con của Liam sẽ thực hiện một cái thử thách, đó là ăn theo ai kênh nha các bạn. Thì có một số bạn đã nhắn cho Liam ở bên kênh Liam Channel, thì các bạn yêu cầu hai mẹ con ăn theo ai kênh. Thì hôm nay Liam có chuẩn bị hai cái dĩa. Thì trong hai cái dĩa này có những icon và những món ăn gì, thì lát nữa sau khi mở ra thì các bạn sẽ biết nha. Bây giờ hai mẹ con sẽ thực hiện chơi bánh tô xì, ai thắng thì người đó sẽ mở dĩa ra trước nha các bạn. Ăn. 1, 2, 3. Em đi ăn thắng rồi. Bây giờ em đi em chọn đi. Em đi em chọn hai cái dĩa này. Em chọn cái nào nè? Cái màu vàng. Em đi em chọn cái màu vàng rồi các bạn. Đây. Rồi, em Liam chọn cái màu vàng ha. Cái còn lại là của Liam. Rồi, bây giờ hai mẹ con của Liam sẽ khui cái dĩa này ra nha. Coi thử trong dĩa có gì. 1, 2, 3. Wow. Trong cái dĩa của Liam là có những món ăn, còn trong dĩa của em Liam là có những icon nè các bạn. Bây giờ hai mẹ con của Liam sẽ ăn những món ăn ở trong dĩa nha. Những món ăn này thì theo icon. Đây này các bạn. Bây giờ em Liam giấy sao được. What? Nói giấy vào. Bây giờ em Liam sẽ ăn icon nha các bạn. Còn Liam sẽ ăn những món ăn. mẹ nói đùa. Bây giờ Liam thích ăn những món ăn nào trước nè. Mời cả nhà cùng thưởng thức những món ăn theo icon với hai mẹ con của Liam nha. Đây là những món ăn theo icon. Trong này có 6 món ăn nè các bạn. Bây giờ trong những icon này, Liam thích ăn món nào trước nè? Đùi gà. Đùi gà, cầm đùi gà lên. Giờ đây các bạn xem. Đây là icon, còn đây là đùi gà thiệt rồi các bạn ơi. Bây giờ là chị Liam sẽ nhường cái đùi gà cho em Liam ăn nè. Liam sẽ khui tương cà với tương ớt ra ha cho em Liam ăn nè. Có tương ớt nhé. Đây nè, có tương cà. Còn đây là tương ớt. Có tương ớt nhé. Rồi em Liam sẽ chấm ăn nha. Sao con thấy tương ớt giống tương cà? Ủa sao hai cái này tương cà đó? Ủa quá. Ui. Rồi, bây giờ Liam sẽ ăn món trứng ốp la nha các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức món trứng ốp la theo icon của Liam. Đây là cái icon Liam vẽ nè. Còn đây là trứng ốp la Liam đã làm nè. Ngon. Ngon không? Ngon. Rồi, cái nào mà ăn xong thì bỏ qua một bên nha các bạn. Cái đùi gà của em Liam nè, bỏ qua một bên nè. Bây giờ mẹ sẽ ăn trứng. Đây là miếng trứng ốp la. Bây giờ Liam sẽ cuộn lại nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức ha. Liam cũng không ngờ là có cái thử thách này luôn á các bạn. Có các em ở bên kênh Liam Channel đã nhắn với Liam là chị Liam hãy ăn theo icon ha. Thì trong này có 6 icon. Icon thứ nhất là trứng ốp la, icon thứ hai là đùi gà, icon thứ ba là tôm, tôm lăn bột ha các bạn, icon thứ tư là trái bắp, icon thứ năm là củ khoai lang, và icon thứ sáu là khoai lang tây. Đang đói bụng các bạn ơi. Ăn ngon quá. Liam đã ăn xong icon thứ nhất rồi các bạn. Bây giờ Liam sẽ ăn tiếp icon thứ hai. Em Liam ăn đùi gà chưa xong. Có cần chia sẻ với mẹ không? Không. Em Liam rất thích ăn đùi gà, chọn đùi gà liền nè. Bây giờ Liam sẽ ăn tiếp icon thứ hai. Đây các bạn, đây là icon thứ hai nè. Đố các bạn đây là cái gì? Đây là cái gì em Liam? Đây là icon gì? Khoai bắp. Em Liam ăn hơi miệng này đẹp mấy bạn.
Trời đẹp quá đẹp luôn. Bùm. Rồi, bây giờ Liam sẽ ăn món ăn thứ hai là ăn cái icon thứ hai là trái bắp nha các bạn. Đây. Đây là trái bắp thiệt, còn đây là icon. Bây giờ Liam sẽ lột cái bắp ra ha. Bắp này đã luộc rồi nha các bạn. Trái bắp to quá. Wow. Đây, các bạn nhìn xem trái bắp có nhìn giống icon không nè. Em đi ăn nhìn thấy giống không? Hơi giống thôi. Hơi giống. Mời cả nhà cùng thưởng thức icon thứ hai. Đi em ăn nha. Đây là trái bắp luộc nè các bạn. Ngon quá. Bắp này là bắp ngọt. Bắp nè, cũng ngọt. Có loại bắp dẻo nữa không? Bắp nếp nó dẻo, còn này là bắp ngọt nè. Các bạn ơi, đây là cái đùi gà, còn đây là cái xương của con gà luôn. Xương đùi gà luôn. Em đi em ăn hết cái đùi gà rồi các bạn. Bây giờ còn cái xương không à? Xương đùi gà. Đây là icon đùi gà, còn đây là xương gà. Xương gà. Rồi, em đi em thích ăn món Vậy em đi em sẽ ăn món thứ hai là món gì ta? Hay là chiên. Em đi em ăn món thứ hai. Đây đưa mẹ bà xương đây. Rồi. Em đi em ăn món nào thì cầm cái icon của món đó lên và cầm ui câu quá và cầm khoai lang lên, khoai lang tay. Đây các bạn, đây là khoai lang tay, còn đây là icon khoai lang tay. Bây giờ em đi em sẽ ăn tiếp icon thứ hai nha các bạn. Rồi icon nào ăn xong thì để nó sang bên. Và tiếp theo là mình sẽ ăn icon con tôm. Các bạn xem nè các bạn, con tôm đã bị cắn mất một miếng rồi các bạn. Trong lúc mà Liam đang chuẩn bị làm video thì con tôm đã bị em Liam xơi mất một miếng nè. Đây nè các bạn, đây là bằng chứng nè các bạn, mình không nói sao nè, đây là bằng chứng nè. Con tôm đã bị cắn mất một miếng bởi cái miệng của em Liam. Mẹ ăn cái icon này. Cái mẹ không nổi luôn á. Con ăn nhưng mà con ăn không có nổi gì con nào. Hai mẹ con mình chia đôi đi. Không muốn. Chia đôi xé cái cành ra mà. Bây giờ trong dĩa còn lại icon cuối cùng nè các bạn. Đây. Hai mẹ con đã ăn hết 5 icon rồi. Bây giờ icon thứ 6 là icon cuối cùng. Đây là khoai lang luộc. Đây là icon khoai lang luộc. Và đây là củ khoai lang luộc thiệt nè. Bây giờ ai sẽ ăn cái icon này? Chia đôi ra. Chia đôi ít hơn. Chia đôi chứ lại. Bây giờ em cũng khá là no rồi các bạn. Bây giờ chỉ ăn cục như vậy hả? Một cục như đây không? Bé đó. Đây là màu trắng ta. Nhưng mà đây cũng nhiều quá. Mời cả nhà cùng thưởng thức icon thứ 6 đó là khoai lang luộc. Sao cái khoai lang luộc nên nó lại có màu trắng? Mình cũng không biết luôn. Chấm hỏi. Không biết sao mà cái củ khoai lang luộc này luộc ra nó màu trắng này. Mua trúng khoai lang trắng rồi các bạn. Còn khoai lang bình vàng nữa. Khoai lang như bình vàng luôn. Đừng dữ. Cái lột vỏ ra nha. Em đi em ăn luôn vỏ luôn các bạn.
Tôi làm mà lục vỏ. Ủa, tôi làm không cần lục vỏ à? Tôi làm mà lục vỏ. Rồi ai coi em lục vỏ nữa. Bây giờ Liam no đấy bạn ơi. Thôi Liam ăn miếng này nữa là hết cái Liam cái icon thứ 6 nha các bạn. Nghẹn không? Em có đang sao nghẹn không? Nghẹn quá các bạn, thôi lấy nước uống. Đây, nước đây. Bây giờ đây, icon là ăn xong. Bây giờ lấy nước uống các bạn. Bỏ chén đường. Đá vô. Đúng luôn nè. Con đi, của Liam sẽ uống nước nha các bạn. Ăn cái icon cuối cùng sao mà nó no mà nó nghẹn quá. Uống nước cho nó trôi xuống nè. Ui thì hơi vậy à. Wow. Mời cả nhà cùng uống nước với hai mẹ con của Liam nha. Sau khi ăn hết các món ăn icon này, bây giờ hai mẹ con Liam sẽ uống nước ha. Em ăn chưa xong mà sao vậy? Ngon không à? À, hai mẹ con của Liam xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn muốn hai mẹ con của Liam thực hiện thử thách ăn theo cái icon gì thì các bạn hãy comment ở phía dưới video này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ hai mẹ con ha. Các bạn hãy đăng ký kênh, bấm chuông để đón xem nhiều video mới từ kênh Mẹ Show 8X này nha. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.